Danh y tiết lộ, một nắm rau đinh lăng nấu cùng thứ này bổ hơn nhân sâm, khỏi lo bệnh thật, sống thọ 120 tuổi. Cô bác thân mến, trong khi Hải Thượng Lãn Ông là người phát hiện ra cây đinh lăng có bổ không kém gì nhân sâm, thì Tuệ Tĩnh cũng đã dành hơn nửa thập kỷ của đời mình chỉ để tìm hiểu thêm về những tác dụng của lá đinh lăng và xem rằng vị thuốc này kết hợp thứ gì sẽ tăng cao tác dụng dược tính. Và kết quả, ông đã phát hiện ra rằng đinh lăng nếu được kết hợp cùng 6 thực phẩm này sẽ phòng ngừa rất nhiều bệnh tật mà cho đến nay y học hiện đại vẫn đang áp dụng. Vậy lá đinh lăng nấu cùng thứ gì, tác dụng thần kỳ như thế nào mà đến ung thư cũng phải khiếp sợ như vậy? Xin kính mời cô bác hãy cùng tìm hiểu qua nội dung chương trình hôm nay. 1. Canh đinh lăng hầm tôm nõn hoặc sườn non rất tốt cho sức khỏe. Đây được coi là một món ăn được các bà nội trợ miệt vườn rất ưa chuộng. Chúng vừa bổ dưỡng vừa có tác dụng lợi sữa cho phụ nữ. Nếu ai đã từng thưởng thức các món ăn được chế biến từ lá đinh lăng sẽ khó mà có thể quên được vị bùi bùi, thanh nhẹ của loại lá này. Đậm chất ngọt của cá, của sườn non cộng với vị cay nồng của tiêu tạo cảm giác ngon miệng đặc biệt cho các bữa cơm thêm phần thú vị. Với những đối tượng sau sinh, người mới ở trong giai đoạn ốm xong mà nấu lá đinh lăng ăn cùng với thịt, với cá trong các bữa ăn hàng ngày thì sẽ rất tốt. Đinh lăng có tác dụng cho việc bồi bổ cơ thể giống như nhân sâm, giúp cơ thể nhanh phục hồi. Chẳng thế mà chúng được coi là nhân sâm của người nghèo. Nguyên liệu cô bác cần chuẩn bị như sau. 200g sườn non, cô bác nên chọn loại sườn non có phần thịt vừa nạc, xen kẽ, ít bông mỡ, chặt khúc, ướp qua một ít gia vị. 200g lá đinh lăng, cô bác hãy chọn những chiếc lá còn non, rửa sạch, cắt khúc vừa ăn, hành khô, tiêu, bột ngọt, vân vân. Cách chế biến như sau. Trước hết, cô bác đem lá đinh lăng đi rửa sạch cho để ráo và sau đó cho sườn non đi rửa sạch, ướp muối, rửa lại nhiều lần, chặt từng miếng vừa ăn, rồi đem ướp các gia vị cùng hành khô, hạt tiêu, muối, đường trong khoảng 15 phút. Sau khi ướp xong, cô bác tiếp tục cho sườn vào nồi đun sôi lên. Khi nước vừa sôi thì cô bác tiếp tục đun lửa nhỏ và hớt bọt. Trong thời gian đun thì cô bác hãy lưu ý là nếu nước canh của cô bác bị cạn thì hãy cho thêm nước vào. Tiếp tục hầm cho đến khi thấy thịt sườn mềm và cho lá đinh lăng vào. Đậy nắp cho đến khi sôi lên một lần nữa, nêm nếm lại gia vị vừa ăn và có thể sử dụng. Thứ hai, món canh đinh lăng và cá cho các mẹ mới sinh tăng cường sức khỏe và tăng tiết sữa. Ngoài ra với món thịt thì đinh lăng, cô bác cũng có thể nấu chung với cá. Nó không chỉ giúp cho các mẹ bầu lợn sữa mà còn bồi bổ cơ thể sau sinh. Sau đây sẽ là cách thực hiện món ăn này. Nguyên liệu cần chuẩn bị, một con cá lóc được làm sạch. Nếu không có cá lóc, cô bác có thể sử dụng thay đổi bằng cá diếc, cá diêu hồng hoặc là bất kỳ một loại cá nào. Một nắm nhỏ lá của cây đinh lăng và các gia vị cần thiết sử dụng để kho hoặc hấp cá. Cách chế biến, đem cá đi rửa sạch, cắt khúc vừa ăn cho vào nồi, nêm nếm các gia vị vừa ăn rồi đem đi ướp. Sau khi ướp cá thì cô bác cho lên bếp đun với một chút nước sôi. Khi nước sôi, cô bác cho thêm một chút lá đinh lăng vào nồi đun tiếp. Đến khi cá chín mềm, cạn nước là có thể sử dụng. Vì cá và lá đinh lăng đều là những thực phẩm mang tính lành và nấu ăn thì rất hợp với nhiều món và người thưởng thức cũng thấy ngon miệng hơn. Ngoài ra cung cấp thêm nhiều chất béo như axit béo, protein, canxi, omega 3. Vì thế nó rất tốt trong việc bồi bổ sức khỏe tổng thể. Chính vì thế đây sẽ là một món ăn cần được áp dụng trong thực đơn ăn uống hàng ngày chứ không gì cho các bà mẹ sau sinh. Ngoài ra cô bác cũng có thể chế biến món cá đinh lăng trộn gỏi. Khi làm gỏi thì chúng ta thường cho các loại lá đinh lăng nhỏ, có nhiều răng cưa để làm món rau ăn kèm với món gỏi cá. Vị bùi bùi của món gỏi cá có được từ lá đinh lăng như một thứ gia vị khó quên. Chính vì vậy mà lá đinh lăng còn có tên là cây gỏi cá. Một số gia đình còn cho thêm vài cọng lá đinh lăng trong lớp lá bưởi khi gói nem. Thứ cây thuốc này vừa làm đẹp cho chiếc nem vừa tạo mùi vị hấp dẫn khó quên. Tuy nhiên cô bác không nên ăn món ăn này thường xuyên vì có nguy cơ nhiễm run sán rất cao. Hơn nữa, cô bác cũng nên chế biến cá thật sạch sẽ nếu muốn làm gỏi cô bác nhé. Món đinh lăng kho cá cũng rất thơm ngon và hấp dẫn. Đây là một món ăn không mấy xa lạ đối với nhiều cô bác và phổ biến nhất là cá lóc kho, cá diêu hồng và là món ăn rất dân dã lại bổ dưỡng. Đầu tiên cô bác làm sạch cá, sau đó cắt khúc, ướp gia vị cho thấm, rán sơ qua rồi kho trên bếp lửa. Nồi cá sôi trong vài phút thì cô bác cho lá đinh lăng vào. Để lửa lim dim cho đến khi đinh lăng chín mềm, thịt cá đậm vị là có thể mang ra và thưởng thức. Thứ ba, món canh lá đinh lăng nấu cùng đậu phụ có tác dụng bất ngờ đến tế bào ung thư cũng phải sợ hãi tránh xa. Nếu nói về món đinh lăng nấu với đậu phụ thì có lẽ là còn khá xa lạ với nhiều cô bác. Và nói thật là tôi cũng chỉ mới biết món ăn này cách đây không lâu từ một bài chia sẻ về hành trình chiến thắng bệnh ung thư của chị Nguyễn Thị Lương, 45 tuổi, ở Hà Tĩnh. Được biết cách đây 2 năm, chị được chẩn đoán đã mắc bệnh ung thư vú thời gian đầu thì chị cũng có đi xạ trị.
nhưng do không thấy có mấy hiệu quả, sức khỏe thì lại suy yếu nên chị quyết định về nhà tự chữa theo cách được mách bởi một người bạn. Đó là lấy đậu phụ, nấu canh với lá đinh lăng ăn mỗi ngày. Và quả thật thì sức khỏe của chị cũng đã tốt dần lên. Đi khám thì khối u cũng đã dừng phát triển và có dấu hiệu tiêu biến. Theo các bác sĩ thì trường hợp của chị Lương cũng không có gì là thần kỳ cả, bởi vì cây đinh lăng và đậu phụ đều rất bổ dưỡng, có nhiều chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Trong lá đinh lăng thì có flavonoid có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư vú bằng cách kích thích quá trình tiêu hóa, đào thải các tế bào ung thư ra ngoài. Còn đậu phụ không chỉ có tác dụng ngăn ngừa ung thư mà còn có tác dụng cung cấp các chất dinh dưỡng cho cơ thể, tăng sức đề kháng để chống lại bệnh tật. Bên cạnh là một bài thuốc chữa và ngăn ngừa ung thư hiệu quả thì canh lá đinh lăng đậu phụ còn giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, ngăn ngừa tình trạng táo bón nhờ vào chất xơ có trong đó. Và đồng thời, nếu các bác thường xuyên ăn món canh đậu phụ nấu lá đinh lăng sẽ có ý nghĩa rất lớn trong việc kiểm soát đường huyết, từ đó ngăn ngừa, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường hiệu quả. Món ăn này còn rất mát nên rất phù hợp với những ngày hè oi bức của bác ạ. Thứ tư, đinh lăng xào thịt bò tăng cường chất sắt, bổ sung máu. Trong những bài thuốc từ lá đinh lăng, chúng ta không thể bỏ qua đó là món lá đinh lăng xào thịt bò. Vì giống như các loại rau khác, lá đinh lăng có thể làm món xào. Chỉ cần bắc chảo lên phi thơm dầu cùng hành tỏi, cho thịt bò sắt lát mỏng vào xào trước. Sau đó cho lá đinh lăng vào, nêm nếm gia vị vừa ăn. Để tăng thêm phần quyến rũ cho đĩa xào, cô bác cho thêm một ít rau răm, hành, ngò và tiêu rắc đều. Lá đinh lăng xào mang mùi hương vị rất thơm, đặc trưng, không thể tìm được sự tương đồng ở bất kỳ một loại rau nào khác. Món ăn này không chỉ bổ ích từ lá đinh lăng mà còn có vị thịt cũng là thành phần đầy đủ các chất dinh dưỡng. Nên cô bác có thể tham khảo cách chế biến món ăn qua bài viết dưới đây. Đầu tiên, cô bác cần chuẩn bị nguyên liệu bao gồm lá đinh lăng, thịt bò, các gia vị như hành, tỏi, ngò, rau răm và các gia vị nêm nếm. Cách chế biến: lá đinh lăng, hành, ngò và rau răm, cô bác đem rửa sạch, cắt nhỏ, bắc chảo lên bếp, đun nóng với dầu và cho hành tỏi vào phi thơm, tiếp tục đổ thịt bò vào xào. Khi thịt bò chuyển sang màu chín tái và cô bác cho lá đinh lăng vào xào cùng, nêm nếm một chút gia vị và cuối cùng là rắc lên hành, ngò và có thể thưởng thức. Món ăn này rất tốt cho tiêu hóa và giúp bồi bổ sức khỏe cơ thể. Đây cũng là món ăn cô bác nên thêm vào thực đơn ăn uống mỗi ngày. Cây đinh lăng không chỉ sử dụng như một loại thảo dược bình thường mà nó còn có tác dụng làm nguyên liệu cho nhiều món ăn bồi bổ cơ thể khác nữa. Thứ năm, thực phẩm tiếp theo khi kết hợp cùng đinh lăng biến thành vị thuốc đại bổ đó chính là thịt gà. Không biết cô bác đã từng thưởng thức món gỏi thịt gà cùng lá đinh lăng chưa ạ? Chứ tôi thì cũng mới chỉ được ăn món này có một lần trong một dịp đi thăm bà con xa cùng gia đình thôi. Nhưng mà cho đến bây giờ thì tôi vẫn không thể quên được hương vị thơm ngon lạ miệng của món ăn này. Theo đông y, thịt gà tính ấm, vị ngọt, đinh lăng tính mát, vị nhạt và hơi đắng. Nếu xét theo âm dương ngũ hành thì khi hai thực phẩm này kết hợp với nhau sẽ rất hài hòa, cực kỳ có lợi cho người suy nhược mới ốm dậy. Còn theo y học hiện đại, thịt gà có hàm lượng sắt và protein rất lớn. Khi kết hợp với đinh lăng, ngoài các loại vitamin giúp tăng cường sức đề kháng thì còn có tác dụng tăng khả năng hấp thụ cho cơ thể. Vậy nên các món ăn từ gà hấp đinh lăng, hầm đinh lăng đều rất bổ máu. Thêm vào đó, gà nấu với lá đinh lăng còn giúp kiểm soát lượng cholesterol xấu của cơ thể, ngăn chặn sự hình thành các mảng bám có hại ở thành mạch, từ đó đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa bệnh xơ vữa động mạch, cao huyết áp, tai biến và nhồi máu cơ tim. Cách làm như sau: cô bác cho thịt gà vào nồi đổ ngập nước, thêm một muỗng cà phê muối và bắc nồi lên bếp đun sôi. Đến khi gà sôi thì cô bác hạ lửa nhỏ và đun khoảng 20 phút nữa cho gà chín mềm. Tiếp theo, lá đinh lăng, rau răm, cô bác đem nhặt bỏ lá úa, rửa sạch để ráo nước. Chanh cô bác cắt đôi, vắt lấy nước cốt. Ớt cô bác bỏ cuống, rửa sạch rồi cắt lát. Tỏi bóc vỏ, băm nhỏ. Hành lá cắt bỏ gốc rễ, rửa sạch, cắt khúc vừa ăn. Bắp cải rửa sạch, để ráo rồi cắt mỏng. Tiếp đến, cô bác cho bắp cải vào nồi, thêm hành lá, tỏi, rau răm, một chút nước mắm, một chút đường, nước cốt chanh, tỏi băm, ớt băm. Đảo đều tay cho tan gia vị. Gà luộc đã chín và nguội bớt, cô bác chặt miếng nhỏ vừa ăn, lọc lấy phần thịt và xương. Cuối cùng, cô bác chỉ cần trộn tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào, nêm nếm lại một chút gia vị là đã hoàn thành rồi. Và thứ 6 là món trứng chiên lá đinh lăng, giúp ăn ngon, ngủ kỹ, điều trị bệnh đau đầu. Lá đinh lăng cực kỳ nhiều canxi, bồi bổ xương khớp. Khi nhắc đến những thực phẩm đại kỵ với lá đinh lăng thì không thể thiếu được trứng gà. Ngoài tác dụng tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng cho cơ thể nói chung, tăng sự dẻo dai chắc chắn cho hệ thống xương khớp nói riêng, lá đinh lăng còn có tác dụng tốt với các bệnh liên quan tới thoái hóa xương khớp như thoái hóa đốt sống cổ, thoái hóa cột sống, thắt lưng loãng xương do có chứa saponin, chete, pinot.
Hơn nữa thì đinh lăng cũng giàu vitamin D, canxi, magie, phốt pho, giúp củng cố lại cấu trúc của xương, tăng cường cơ bắp, hỗ trợ giảm cân, cũng như giảm nguy cơ mắc nhiều căn bệnh nguy hiểm. Trong đó có các bệnh lý về tim mạch. Đây cũng là món ăn rất dễ chế biến, hương vị thơm ngon, nên cô bác có thể làm ngay hôm nay hoặc ngày mai để đãi gia đình. Cách chế biến như sau: lá đinh lăng đem rửa sạch, vớt ra để ráo nước, băm nhỏ. Hành củ lột vỏ, thái lát mỏng, băm nhỏ. Trứng đập ra tô, cho lá đinh lăng vào cùng một ít gia vị trộn đều. Cho hành băm nhuyễn vào chảo dầu phi cho thơm. Nhanh chóng đổ hỗn hợp trứng và lá đinh lăng vào, vặn thật nhỏ lửa. Đậy nắp cho đến khi trứng chín cả phần mặt trên và dưới thì chúng ta có thể mang ra sử dụng. Món ăn này ngon nhất khi được cô bác sử dụng với cơm nóng sẽ giữ nguyên được độ thơm, ngon và dinh dưỡng từ món ăn. Mặc dù lá đinh lăng tốt là vậy nhưng khi sử dụng và chế biến thành các bài thuốc để sử dụng hàng ngày, cô bác cần lưu ý một số điều dưới đây để đảm bảo an toàn và hiệu quả mang lại. Trong lá đinh lăng có chứa thành phần hoạt chất saponin rất tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên chúng ta chỉ nên sử dụng với liều lượng rất vừa phải thôi. Tuyệt đối cô bác không được ăn nhiều hoặc là sử dụng lạm dụng, vì chúng sẽ gây ra các tác dụng phụ ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe như buồn nôn, tiêu chảy, kiệt sức. Ngoài ra, cô bác cũng không nên sử dụng các món ăn chế biến từ lá đinh lăng một cách thường xuyên trong thời gian dài. Tốt nhất thì cô bác vẫn nên tham khảo ý kiến của chuyên gia về liều lượng và có được phép sử dụng hay không. Các đối tượng nên sử dụng món ăn được chế biến từ lá đinh lăng là phụ nữ đang cho con bú bị tắc tia sữa, phụ nữ gặp các vấn đề về rối loạn kinh nguyệt, người mới ốm dậy, gặp các vấn đề xương khớp. Bên cạnh đó, cô bác tuyệt đối không được sử dụng món ăn chế biến từ lá đinh lăng cho phụ nữ đang mang thai ở 3 tháng đầu của thai kỳ, vì rất dễ gây sảy thai. Ngoài ra, cô bác cũng nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi muốn sử dụng lá đinh lăng để chữa bệnh cho trẻ nhỏ, cô bác nhé. Cô bác thân mến, trên đây là các món ăn bài thuốc từ lá đinh lăng tốt cho sức khỏe. Cô bác có thể tham khảo và đưa vào thực đơn ăn uống hàng ngày. Tuy nhiên, việc sử dụng lá đinh lăng trong thời gian dài có thể gây ra một số tác dụng phụ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Vì vậy, cô bác cần tham khảo ý kiến của chuyên gia về liều lượng sử dụng, điều chỉnh sao cho phù hợp để tránh tác dụng phụ không mong muốn, cô bác nhé. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của bà con cô bác. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau trên kênh An Tâm Sống Khỏe.